cái cánh cửa nè, cánh cửa chú kéo rồi sao đâu, cái khỏi cháu bị dày luôn á. Trời ơi trời, dừng lại vậy luôn á, dừng lại vậy luôn á. Ồ, nó cơm, cơm này là cơm có 102 luôn á. Cơm này là cơm củi ông táo nè, cô bác anh chị dở này là thấy ông táo không, chắc từ những cái cục gạch rất là sơ sài ha. Em ơi, tôi không phải là kẻ tình si, cũng không phải lãng tử mượn đó đào kia tướng tư hình tông, mà chỉ bần quân với trái tim rung động khi lần đầu tiên anh ngộ giới qua đào. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Trụ của tỉnh Long An. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một đàn bò. Cô bác quý anh chị biết không, có một hoàn cảnh khá là đặc biệt, đó là chú này sống nhờ vào đàn bò này. Thật ra thì đây không phải là đàn bò của chú, mà hàng ngày á chú đi hốt những cái phân bò để mà bán để kiếm tiền mưu sinh. Và vì như vậy á thì chú phải sống cất một cái trại gần cái đàn bò để tiện cái công việc mưu sinh của chú. Thật hơn cái câu chuyện người đàn ông cắt nhà giữa đồng hàng ngày phải kiếm tiền từ cái việc mà không ai nghĩ đến. Mời cô bác anh chị tiếp tục cùng với Bùi Hồ vào bên trong đây ha. Đây là một cái cánh đồng cũng khá là rộng cô bác anh chị, cực kỳ rộng. Và đây là những cái chú bò được thả lan, không biết là chú có vừa phải làm cái công việc đó và chú phải chăn bò hay không. Thì mình thấy một cái trại nhỏ nhỏ đây nè cô bác anh chị, mời cô bác anh chị ở đây với Bùi Hồ. Thì ngày hôm nay đi đến đây á, là cô bác anh chị biết không, là không biết là ở trong trại này có chú không. Mình cũng đi đến coi như là một phần hữu duyên nha. Chú ơi, chú, ồ, qua đây, phải có đường mòn này đi qua đây, có chiếc xe đạp bên đây nước không mà cô bác quý chị, đó, ngôi nhà là toàn là những cái máy, những cái tấm tôn cất là tạm bợ. Không biết là chú có ở đây không ha. Chú ơi, đây những cái đống phân bò này cô bác anh chị, do chú góp nhặt phơi ở đây. Rồi sao qua nhà của chú được. Chú ơi, chú đi đâu bây giờ? Ôi sao qua nhà được? Ôi, như là sống giữa đảo vậy. À đây nè, bước lên cục gạch ở đây, nhảy qua đây. Đấy à. À. Để anh à, có đồ của chú đây nè. Chú ơi, chú, ở có chiếc xe đạp. Ở đây giống như là cái đảo ha. Mưa gió nước nó ngập hết rồi cô bác anh chị. Ủa chú đi đâu rồi? Ô xui vậy? Không có chú rồi sao? Chú ơi! Kè chú kìa. May quá. Ô chạy nó súp lúp kìa. Đó, cũng may mắn là gặp được chú đây ha. Chú ơi! Chú tắm ở đâu? Tắm dưới lòng hai á, xin nước uống thì sẵn tắm luôn. Xin nước uống sẵn tắm luôn hả? À, đó, mới mình nước. À, mới phân bộ phơi xong hả? À, quá trời hốt từ bao giờ. Bao dạ. Cái phơi đó khô, nhiều hốt vô. Dạ. Qua đây chú cháu mình trò chuyện tí được không? Dạ, được, chú có gì đó. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 58 là gần 60 rồi. Rồi sao? Bước xuống luôn hả? Dạ. Trời ơi. Chú tên gì? Tên Trung Văn Cường. Chú Cường ha. Dạ. Chú Cường 58 tuổi rồi. Dạ. Em vòng qua đây. Đây, nhà của chú giống như một cái ốc đảo ha. Đó, dạ. Đây bây giờ chú đứng ở đây, chú đứng đó đi. Cô bác của anh chị nhìn chú à. Thấy không? Dạ. Ờ. À.
tóc bà hết rồi, vô đây đi chú. Là chú giữ bồ thuê cho ta hay sao? Hốt cứt bò mới đặng bán anh. Dạ hả? Dạ đó. Ở kêu con bằng con được rồi. Dạ. Có chiếc xe đạp là tài sản quý nhất hả? Đó, này để chở cứt bò đó. Chở phân, phân bò đi, dùng từ kia đấy, nhạy cảm quá. Phân bò. Chú Cường sống ở đây lâu chưa? Sống hồi nhỏ lớn, nay mấy chục năm mà. Sống mấy chục năm rồi hả chú Cường? Dạ. À, chú sống có mình hả? Có mình à. Có vợ con gì không? Có vợ, nó chết mười mấy năm rồi. Mất mười mấy năm rồi. Dạ. Con đứa con gái đi lấy chồng nay được hai đứa cháu ngoại. Đứa con gái đi lấy chồng rồi. Dạ. Dạ. Ghế. Có cái ghế ha. Dạ. Vợ mất mười mấy năm rồi. Nay hồi lúc nó chết chú 45 nó 44 mà nay 2024. Vợ chú mất vì bệnh gì? Bị bệnh ung thư đó cháu. Dạ. Thôi chú ngồi đây có cái ghế nhường cho khách luôn. Thôi ngồi đi. Thôi, chú ngồi đây, chú ngồi đây. Chú ngồi vô trong đi. À, bây giờ chú qua đây ngồi nè. Chú ngồi trên giường đi. Ngồi ghế đi. Chú cần ngồi đó đi ha. Rồi cho con ghế men ngồi đi. Để hồi tơi chân. Chú Cường là sống ở trong cái trại này là bao nhiêu năm? Ngày xưa thì còn ba thì chú ở trển. Rồi dạ. Sau ba chết xuống đất này của em mà quy hoạch nó đi rồi chú ở này cũng mấy ba mươi mấy năm rồi. Cái trại này nè. Cái trại này hả? Hồi đó ở nhà bự cái nó rung rơ quá. Rồi bắt đầu cái cắt lại đây nay 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ. Lúc cái nhà dưới đó đó, rồi cái phóng cát cái nước ngập. Là chú sống ở đây mình lên 1 3 năm. Có mình à. Rồi có thêm bước nữa không? Dạ, không. Không hả? Rồi chú có chăn bò mướn ta không? Hổm thì có chăn mướn rồi, hồi nắng quá tháng khô á, hồi không nổi nghỉ. Nghỉ chăn mướn trước là dạ. Chăn mướn là được nhiêu? Ngày được 100.000. Còn bây giờ là nghỉ luôn? Giờ nghỉ thì hốt cứt bò vậy đó. Ý quên, phân bò. Phân bò là ngày bán nhiêu? Bao 10.000 vậy đó. Ngày là mình là hốt được mấy phân, mấy bao? Khô rồi, nó khô hốt sáng 7 giờ hốt tới chiều 5 giờ là 10 bao. Là bao 10.000? Dạ, bao 10.000. 7 giờ sáng hốt tới mấy giờ? Sáng hốt tới 4 giờ mấy, 5 giờ chiều là chục bao. Bị tháng khô, nắng cứt nhiều lắm. Phân ý quên bảy phân tháng mưa này cái rã hết à. Tháng mưa này là hốt không được nhiều nữa. Không, tháng mưa này ít lắm. Hốt luôn phân bò để mà cho người ta làm cái công việc đó là bán cho người ta bỏ vô cây ta kiển trồng cây kiển á cô bác anh chị. Ngày hôm nay là chú Cường cơm cái gì? Ở này là này gạo nè, chú ăn cơm với hột vịt. Sao chú có bịch gạo có tí nãy vậy? Mua 2kg ăn còn nhiêu đây nè. Dạ đó. À hả? Dạ. Với lại trứng vịt. Trứng vịt. Mấy trứng? Này còn 4 trứng ăn hồi nãy, 2 trứng là 6 trứng. Đây là nồi cơm của đó, chú hả? Nồi cơm. Em vô đây xúc vô đây tí xíu ha. Dạ. Ồ, nồi cơm này là cơm có 102 luôn á. Cơm này là cơm củi. Ông Táo nè, cô bác anh chị dở này lên thấy ông Táo không? Chắc từ những cái cục gạch rất là sơ sài ha. Còn này là gì đây? Đây. Ăn rồi nãy giờ mệt quá chưa rửa thế. Ăn hột vịt với nước tương hả chú? Trời ơi. Rồi chai nước tương, chai nước mắm. Chai nước tương, chai nước mắm. Hết rồi. Nước mắm còn như đó, còn nước tương. Cái này có con dao. Dao. Dao để sắc đồ ăn. Để sắc đồ ăn. Dao xét luôn. Ở đây nhà của chú là gió mát quá ha. Mát. Tại là nước uống này là mình mua. Cái này xuống ông kia ông kêu xuống dưới múc uống á, nước nhà tường á nhiều lắm. Dạ. Hồ xuống ổng múc uống. Rồi con không biết là mình nấu ăn cá mắm rồi mình rửa sao? Chú mua hột vịt ký tàu rồi ăn vậy hả, không có cá. À hả? Vậy là còn khỏi cá với nữa mua mì tôm đói cái nấu ăn làm canh chan cơm là vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Vậy đơn giản mấy năm trời vậy đó. Rồi sống vậy tôi chú thấy buồn không? Buồn dữ lắm chứ. Dự định là bước đi bước nữa để đỡ buồn không? Dạ không. Tối nằm ngủ có khi nào khóc không chú Cường?
kiểu giờ đâu có khóc được nữa, chỉ buồn thôi. Sao không khóc được nữa? Giờ già rồi đâu còn nước mắt nữa khóc. Ai mà không còn nước mắt? Khóc không có được nữa. À, chỉ buồn thôi hà, chứ không có khóc. À, chỉ buồn thôi. Buồn thôi hà. Buồn nhất là vấn đề gì? Buồn là ở con mình vậy đó. Vậy hả? Thủi thủi con mình. Thủi thủi con mình à? Tắm rửa sao chú nói lại con nghe quá. Tắm thì xuống dưới sinh nước đó múc về tắm. Dạ. Còn vệ sinh? Vệ sinh kiểu đi, như mình đi tiêu đồ hả? Đi tiêu đi tiểu rồi đó. Đi tiêu thì mình đi múc tì tì xuống lá dưới kia cả. Đi ngoài. Dạ. Tối rồi sao? Tối ít có tiểu ăn đêm lắm. Ít có đi tiêu lắm. Rồi mình có đất đai gì không? Mình phải vô cắt chữa động gì? Không có đất. Quy hoạch hết rồi, giờ không có đất. Quy hoạch thì người ta cũng có bồi thường chứ. Kiểu như nó bồi thường tiền vậy rồi đó. Rồi tiền bồi thường nhiều không? Đợt đầu thì 350 triệu. Sau có lần 120 triệu. Cái 120 triệu vậy rồi sao? Là 240 với ba kia là hơn nửa tỷ rồi. Hơn nửa chia tỷ. Ra anh em nữa chứ bộ, 6, 4 trai 2 gái. Là 4 trai 2 gái là 6 người, người hơn 100 triệu. Người anh 2, ảnh hết 50 rồi. Vậy là người thời gian ngắn bồi thường lâu chưa? Nay cũng mười mấy, tổng cộng quy hoạch đến nay là cũng 20 năm rồi. Rồi lúc đó thì tiền chú không có gửi tiết kiệm gì sao mà trời hết rồi. Rồi đó chia ra chú có 40 rồi, phụ em hết mấy triệu rồi, rồi đưa vợ 20 triệu rồi. Lúc đó chú sắm này kia hết ăn uống cũng 20 nữa. Rồi đó tiền đó rồi nó bệnh lấy đập vô trị bệnh cho nó. Vậy là đất vô quy hoạch là coi như là lúc đó cũng giống như cuộc sống lúc đó hai mấy năm trước là giống như đại gia rồi. Đúng không? Lúc đó là gia đình của chú Cường là phải nói là có điều kiện. Phải có đại gia mới đất vô quy hoạch ra nửa tỷ, người hơn 100 triệu là lúc đó thời điểm của bác có chị biết đó. 100 triệu luôn, 20 mấy năm về trước là nhiều tiền. Để coi đợt đầu cái chia ra chú có 40. Cái đợt giữa nữa 20. Cái đợt cuối cũng 20 là rồi. 80. Dạ, rồi vậy xong rồi đó. 80 triệu là phải nói là số tiền lúc đó là cũng lớn nha cô bác anh chị. Lúc hồi đó vàng 500 mấy á, tiền lớn đó. Rồi bắt đầu cái quy hoạch, cái bắt đầu cái vàng lên luôn đó, 1 triệu, 2 triệu cái từ từ lên luôn. 500 mấy là 5 triệu mấy một cây. Dạ. Một cây lên là 5. Luôn á. Một cây là 5 triệu thì lúc đó là dạ. Chú phải nói là 100 triệu đi. 100 triệu thì 5 triệu cây đúng không? 10 cây là có 50 triệu rồi đúng không? Đúng không? Nó đúng rồi, nó lên 20 cây vàng, trời ơi. Lên liền tức khắc luôn á. Chú đó mua vàng mà chú để tới giờ là chú lúc đó là 20 cây vàng là chú là đại gia chứ. Lúc qua thời anh nhớ rồi đó 500 mấy chỉ dạ, là lớn lắm. 500 mấy chỉ là tiền lớn lắm. Là từ từ kính lên 1 triệu, 2 triệu lên này. Luôn 5-6 triệu đến giờ luôn. Này con hỏi thiệt nha. Dạ. Lúc đó nhận số tiền bất ngờ có ăn chơi gì không rồi sao mất hết rồi? Đúng ra đó chú cũng sắm thời đó sắm khoái ca cũng sắm vàng đĩa rồi đó. Của cái truyền hình vậy đó. Thích hát đúng không? Thích hát lắm rồi đó chú Cường, thích hát lắm. Cổ hay nhạc? Ca nhạc không vậy đó. Có hát cổ không? Không có thích cổ mà thích ca nhạc. Vậy là chú đam mê hát. Với hồi thanh niên chú phái máy thâu băng nè. Ở trong đây tài sản là cái máy thâu băng này cậu đó. Cô chú cuốn cái mùng ra được không? Dạ được. Cũng máy cổ mà bỏ lâu cái, quá. Cái nữa. Máy này lúc đó là cũng mấy chỉ vàng chứ không phải là đơn giản nha cô bác anh chị. Máy này giờ là 2 triệu bị bỏ lâu quá không có điện á. Rồi cái nó bị hư, nó hư xe chỉ gắn xe lên. Ngày xưa mà chú có được cái máy này là không phải chuyện đơn giản nha chú Cường. Chú ham máy rồi đó, chú khoái đồng hồ lắm. Sao cái không thích đồng hồ nữa, cái thích máy. Ngày xưa là chú có máy này, máy Sony này, người rất là uy tín không phải đơn giản đâu. Mà bây giờ còn giữ lại là kỷ niệm. Lúc đó là mua bao nhiêu cây vàng? Cái này mua hồi đó là 600 ngàn nè. 600 ngàn ngày xưa là ngày hơn xưa, một chỉ vàng. Đúng rồi. Giờ là cỡ này lên 2 triệu bạc. Bán xong bán đồ cổ đi để... Hồi này kỷ niệm để không bao giờ bán. Không bao giờ bán luôn. Cái này giờ chỉ lên thành phố gắn con xe vô là nó hát liền. Cái đĩa trên rồi ở dưới này có hai cái băng ở dưới nữa này nè cô bác anh chị. Đều băng nó bị hư rồi. Này mở ra mở ra sao? Không hát băng nữa, dán lại luôn. Chỉ gắn xe là hát lên vô thôi. Chú dán lại luôn hả? Dán lại luôn.
Máy này người ta mua 2 triệu là chú không bán luôn. Dạ. Đối thì đối chứ không bán. Không, bây giờ. Vì đó là tài sản quý giá nhất của mình. Hồi thanh niên chú ham vậy đó, với ca hát rồi nữa. Cái thùng gì mới nói anh đây chú? Thùng áo quần. Áo quần. Dạ. Quần áo bỏ vô trong thùng này hả? Đó, vô trong thùng đó. Trời ơi trời, Tần là một đại gia có hàng mấy chục cây vàng mà bây giờ là phải vô đây hút phân bò để sống ở giữa đồng như thế này. Nghĩ lại là qua một thời rồi mình thấy tuổi không chú? Thấy cũng buồn. Bởi hồi thanh niên chú kỳ lắm, chú ham đủ thứ hết. Ham máy, thanh niên chú thích ca rồi nữa, bởi ham đủ thứ hết. Thôi thì trước khi hỏi đi cái câu chuyện chú hát cái bài nào mà chú thích nhất và theo cái giọng, cái chất giọng của ai đó chú hát con nghe với. Chú không có thuộc nhưng mà chú chỉ dòm điện thoại chú ca. Chú thuộc là không thuộc là chú thích hát bài nào nhé? Bài Đường Tím Bằng Lăng với Thầu Lẻ Bóng, Những Đồ Qua Sim rồi vậy. Chú hát vài câu để Những Đồ Qua Sim con nghe thử được không? Những Đồ Qua Sim mà được, chú hát thuộc chẳng nữa. Dạ. Những đồi hoa xin ôi, những đồi hoa xin, tím chiều hoang biển biệt. Phao chiến ngày xưa, nàng yêu hoa xin tím, khi còn tóc búi vai. Mấy lúc trong khoa ngoài tranh tiến, ai hẹn được ngày về, rồi một chiều mưa bay. Từ nơi chiến trường Đông Bắc đó, lần ghé về thân sớm, hoàng hôn tắt sau đồi. Ôi ngày trở lại, nhìn đồi xin nay vắng người em thơ. Ôi đồi xin tìm, chạy xa tích lan trần theo bóng tối xưa. Chưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ tơ duyên. Nói gì cho mấy gió, một rừng đầy hoa chim nên để chịu đi không hết. Nhưng mà bây giờ thì chú thì không còn găng giống như ngày xưa nên hát nó không còn chắc giống như ngày xưa. Rồi thêm cái lại là vừa hát chắc là ôm cái kỷ niệm lại thấy buồn nên là nữ là chú muốn bình định đúng không? Nhớ lại cái thời thanh xuân ngày xưa cũng từng là một đại gia cũng có tiền đúng không? Cũng có người đưa kẻ đón mà bây giờ về già thì phải sống lầm lũi thủi ở trong một cái căn chòi nó không tới là chục mét vuông của bác anh chị. Ngang khoảng chừng 2-3 mét thôi. Dạ, khoảng 9 mét vuông nè, không tới 10 mét vuông nè. Thì tối phải lầm lũi vô đây. Người ta có nhà cao, cửa rộng, được có tiền, có bạc, kẻ đón người đưa mình thì phải về già, phải lầm lũi vô cái góc cái xó này. Mà sống với cái nghề mà phải nói là thật ra phải gọi là cái câu mà kiếm đồng tiền mà không ai nghĩ đến. Nó là hốt phân bò. Chú cần có nghĩ là sau này mình sẽ làm cái công việc gì khác không? Chứ con nghĩ là nếu như mà chú hé hốt từ sáng cho đến trưa là 10 bao mà mưa này là phân bò nó bị tan chảy ra nữa. Chỉ có được 5 bao. 5 bao thôi thì nó giảm xuống nữa. Chú có nghĩ bao giờ mình sẽ bán vé số hay làm cái công việc gì không? Thì chú giờ chú cứ vậy đó, hốt phân bò bán vậy đó. Chứ chú kiểu như khờ, mình không có đi bán mấy cái đó được. Bán như cháu thấy bán cái số phải lành lợi. Thôi thì chọn cái công việc nào nhàn hạ nhất mà không cần phải sức vốn rồi rồi cứ làm thôi đúng không chú? Rồi ở đây mưa gió thì sao? Mưa không có gió thì nó không có tạt, còn có gió thì tạt vô râm râm vậy. Có đêm nào mà muốn dỡ cái nóc nhà này lên luôn không? Đây này cứng lắm, gió đâu có tập trình được, vì nó thấp đó, trốn gió mà. Cái vấn đề gió dữ dằn lắm, nhờ nó thấp á. Vậy là nhà chú có cửa không? Không, nhà chú vậy nè. Không có cửa vậy đó hả? Không. Rồi điện nước sao? Điện sao? Tối ngủ thầm luôn.
Ngủ không có điện luôn? Dạ không. Có điện thoại gì không? Dạ không. Chú không có điện thoại luôn hả? Không, đó giờ không có đang biết xài điện thoại, không có, chứ không thích điện thoại nè. Chị thích tạch tà. Ngày xưa chú học hết lớp mấy chú nghỉ? Hồi đó chú học có tới nửa chừng lớp 3 à. Hồi đó chú học chú không biết làm toán, chú học dở lắm. Rồi cái thôi nhà nghèo rồi thôi ở nhà dịch chiếu với anh này em vậy đó, rồi mấy nhỏ em có chồng rồi thôi, ba cũng chết rồi thôi. Giờ mấy anh em được có gia đình hết ở xa. Chú được mấy bộ đồ? Chú như đây nè. Được. Hôm nay thì mình với lại em của mình có dịp đi về lại Long An. Đây là một dịp tình cờ mà được người dân địa phương nói rằng là chú chỉ sống một mình ghé mình xem thử. Và đúng là cái cuộc sống của chú ha. Cái đồ này hình như người ta cho nè. Đó, của anh Duy mới cho mấy bữa nay. Dạ, người ta cho đúng không? Dạ. Nay chơi đồ hiệu không quá sang rồi. Cái này của anh Duy mua chứ chú đâu có tiền mua anh giữ vậy. Rồi thôi được rồi đồ. Chứ hồi trước khi mà người ta cho là chú được mấy bộ? Chú thì mấy cái đồ này cũng ở sớm người ta cho nè. Cái áo này với cái quần jean với hai cái quần xà lỏn rồi xong. Cái áo, cái quần jean với hai cái quần sọt. Dạ. Quần sọt tiếng miền Tây là chú kêu là cái quần xà lỏn. Cái mình gọi là quần đùi, gọi tiếng Anh là quần ngắn á, quần sọt á. À, này là đem ốc vít ra sửa cái radio của mình đó hả? Cái này lúc hôm đó nó có khi mình để sửa cái lò nó bị đứt dây á. Chú có nhậu nhẹt gì không? Dạ không, nhỏ lớn không có nhậu. Chỉ có hút thuốc thôi. Hút thuốc chứ có tiền như thèm bánh này kia chuối rồi chú đi mua ăn vậy đó chứ không có nhậu. Một ngày là chú tiêu tốn bao nhiêu tiền? 50 ngàn à, thuốc khúc với mua chuối với nước đá uống là 50. Chi mì tôm nữa. Nhưng mà lúc đó là mình có kinh doanh gì không mà tự nhiên từ một đại gia mà mình suy sụp xuống dữ chút? Đâu có, cũng bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Mà tiền bạc rồi ta bồi thường nhiều tiền lắm, gần cả trăm triệu là tính theo vàng ngày xưa là khoảng 20 cây vàng. Mà bây giờ lại lủi thủi, bây giờ về già nè, thậm chí là bệnh hoạn rồi thuốc men rồi những lúc chân tay yếu rồi không biết kêu ai gọi ai luôn. Sống mình phải chịu vậy rồi mà giờ con tới đâu hay tới đó chứ giờ đâu có biết sao. Chú nói con chú là sao? Có chồng rồi. Con chú bao nhiêu tuổi? Hồi có chồng 20 tuổi. Bây giờ? Nay chắc 22, bị nay 2 năm rồi. Có chồng ở đâu? Dưới Tân Trụ á. Cũng Tân Trụ luôn. Có về thăm chú không? Hổm có về, nay cả tháng mấy 2 tháng sau nó sanh rồi, nó không có đi được nữa. Về có cho tiền chú không? Hồi đó bằng công nhân thì nó cũng có cho tiền, rồi hổm chú cũng có cho tiền, rồi nó bị nó có đứa con á. Vậy là chồng cũng khổ. Đúng rồi, cũng có ăn. Cũng đủ ăn thôi, có đủ con ăn. Đâu có lo cho chú được. Con của chú có kêu là rước chú về có nhà riêng không? Không, nó ở với bị thằng đó là anh hai, thằng đó nữa thứ ba. Có hai anh em. Nên là nữa là chú không có về ở chung được đúng không? Chú ở mình vậy. Con của chú về để gặp chú sống cảnh này có khóc không? Trời, đâu có khóc gì đâu. nó bình thường hơn, gái mình nó cũng khờ khờ chứ không có được danh lợi. Nó thiệt thà. Thì chú nấu ăn như thế này nè, mà mấy ngày mưa nó tạt rồi nấu được không? Nắng này chú tranh thủ chú nấu sớm nè, chiều là 5 giờ là chú nấu rồi đó. Chiều nay là nấu riêng. Dạ, chiều nay. Rồi củi chú đó, chiều khỏi nấu nữa, bị còn dư ăn tới chiều á. Rồi củi chú để đâu? Chú bỏ dưới kia chú phơi với chiều cái chú xuống chú gom về đủ chậm. Lúc đó cất cái nhà này là chú tự cất hay là ai gom cho? Mình chú làm. Ê hả? Mình chú làm thôi. Mình chú làm. Là mình đi hút phân bò rồi sau đó mình phải phơi cho nó khô. Dạ. Tao mới lợi cân. Đúng rồi, phơi mấy nắng? Phơi qua nắng này, nắng mà phơi phải sáo hoài luôn, như phơi lúa nó mới mau khô. Có nghĩa là cô bác anh chị biết không, một bao như vậy ở phía trước này nè, để Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị gõ về cuộc sống của chú Cường ha. 10 ngàn một bao, 10 ngàn một bao, mua chú sống bao 2 ngàn còn có 8 ngàn như là một
ốc đảo hả cô bác anh chị? Đây là những cái bao này khô chưa chú? Khô rồi đó. 10.000 nói tiếng bao, bao đó 10.000 chỉ mua cái bao hết 2.000 còn có 8.000 à. Khoảng 20 kg á. Đúng khoảng rồi. Mười mấy 20 kg. Tại cháu biết không, lúc này nó hơi bị ướt ướt nên nặng chứ thắng khô nó nhẹ ra à. Khoảng 20 kg thì chú phải vừa phải hốt vào nè. Rồi đem nơi đây phơi phải 2 đến 3 nắng rồi hốt lại nữa, bán một bao này là 10.000 đồng. 10.000 đồng thì đến thời điểm hiện tại là chú nói là chú phải mua cái bao này cho người ta 2.000 nữa là chú chỉ còn có 8.000 thôi. 8.000 thôi. Ngày thì bây giờ chú hốt khoảng 5 bao là mỗi ngày như vậy là khoảng 40.000. 40.000 cho một cái ngày đủ cho chú để vừa để sinh sống thôi. Cũng từng là một nói về quá khứ thì chú Cường cũng từng là một đại gia, cũng là người có tiền, cũng có kẻ đón người đưa, cũng tham gia cùng với bạn bè. Nhưng sau rồi thì không biết là vì cái yếu tố gì mà chú phải, em quay qua đây nè, quay ngược lại tí xíu để cho cô bác của chị hiểu luôn. Mà cuộc sống của chú nó chẳng khác nào là sống một cách rất là tạm bợ của bác của chị, thấy không? Đây là cái cánh cửa nè, cánh cửa chú kéo rồi sao đâu? Khỏi cháu bị dày luôn á. Trời trời. Dừng lại vậy luôn á. Dừng lại vậy luôn á. Cái nhà của chú cắt khoảng từng 2 mét rồi. Nhà này cắt hồi đó là nhiêu tiền? Cái này đâu có tốn tiền gì đâu. Cái cây rồi đó, cái nhà kia còn đó, mấy cây thấp thấp mình làm, còn mấy cây bự nó mục rồi chậm rồi. Cái này là chú niền lại hả? Đó, nịch to anh hờ lại đó. Sợ nịch gió bay. Nịch luôn lại hả? Ở trời hả? Bây giờ chú có mong ước gì không chú Cường? Không, chú đâu có mong ước gì đâu. Mong ước đi ăn bữa ăn khoảng mấy triệu bạc giống như ngày ngày xưa có vậy không? Dạ không. Không hả? Chú Cường thấy thật thà hả cô bác anh chị? Không biết nói làm sao luôn á. Bây giờ là có mong ước là có bao nhiêu tiền để làm vốn làm cái gì không? Không, chú không có mong ước gì, chú đâu có biết. Dạ. Chú đâu có, không có rành mà không có biết, không có tính toán như người ta. Hiện nay là chú còn được nhiêu tiền? Chú phân bò vậy đi, sống qua ngày vậy. Ôi trời, chị hốt phân bò. Dạ. Hiện nay trong người của chú còn được nhiêu tiền? Chú đâu có tiền đâu, chỉ vô bao mai bán có tiền. Trời, chú đi mua này kia chú ăn vậy thôi rồi á. Ở đây là huyện Tân Trụ của tỉnh Long An cô bác chị. Tân Trụ tỉnh Long An. Cách mình thì cũng khoảng mấy chục cây số, cũng khoảng cả 100 cây ha Trung ha, khoảng 100 km á. Tuy nhiên là ngày hôm nay có dịp về lại Long An, không phải là đi quay, nhưng mà nghe được mọi người giới thiệu tình cờ thì hữu duyên qua đây gặp chú. Lúc đầu cứ ngỡ là sẽ không gặp được chú Cường nữa, tại vì tưởng thôi là chú đi làm cái công việc gì rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cũng hữu duyên gặp chú, thấy chú cũng khá là dễ thương. Chú cũng là một người chia sẻ những cái nỗi niềm của mình, kể hết cái câu chuyện quá khứ ngày xưa. Mà nhìn lại thì lúc trước hào hoang bấy nhiêu, tiền bạc bấy nhiêu, thì bây giờ lại làm lủi thủi bấy nhiêu hả chú hả? Chú lên câu vòng cổ cho con nghe được không? Con thích nghe vòng cổ lắm. Theo mà có câu vòng cổ vậy là mùa hoa đào ha. Dạ. Em ơi, tôi không phải là kẻ tình si, cũng không phải lãng tử mượn đó đào kia tương tư hình tông, mà chỉ bần quần với trái tim rung động khi lần đầu tiên anh ngộ với hoa đào. Hát thêm câu nữa không? Chỉ sắc hồng tươi gì không? Chỉ sắc hồng tươi hương gì ngọt ngào, không kêu xa mượt mà quyến rũ, tôi mơ màng e ấp mấy lâu nay. Vượt đường dài nào ngại gió mưa, nay được về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất vào sân đào ơi đừng nở dội, để tôi được bồi hồi nhìn đài qua hè nở. Ngày hôm nay là đi cùng với thằng em thì thằng nữ ghé đây để thăm chú. Yeah. Thôi con gửi thay mặt cô mi gửi cho chú là 500.000 trước đi. Dạ. Hữu duyên chú cháu mình sẽ gặp nhau. Cảm ơn anh cô mi ở Mỹ. Cô ở Mỹ nhiều. Dạ.
Thì gửi cho chú trước tiên là chú phải sử dụng tiền này ăn uống cho nó bồi bổ sức khỏe tí xíu. Không biết thì cuộc sống mọi người mỗi khác nhau. Tại vì đây là một trong những cái hoàn cảnh mà mình thấy đối với bản thân của mình á. Bản thân của Bùi Hồ thì ngày hôm nay phải gọi là hữu duyên tình cờ đi qua đây để ghé ngang để quay về hoàn cảnh của chú chứ không có sự chuẩn bị trước. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ cũng sẽ thường xuyên quay trở lại thăm chú mỗi khi về lại Long An này. Và sẽ hỗ trợ cho chú bằng... Chú có cần sửa lại cái phần này không? Chú nếu có tiền chú mua hàng 2-3 tấm tôn ở ngoài ngoài 300 ngàn tấm thiết á, cũ cũ chú trên này với chỗ nào chấm chấm dừng lại lắp lại đóng lại mà cách chờ tấm tôn người ta có la không? Kiểu như đâu có ai la đâu. Chú có cần mua bếp ga không? Thôi chú sợ cái bếp ga. Bếp ga bự á. Thôi chú không, chú chùm củi hả? Vậy Bùi Hồ tính dự định là lần sau hỏi chú có bếp ga thì sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân mua cho chú cái thôi, bếp ga. Thôi cháu ơi, chú chụm đây, chú chụm củi được rồi. Rồi chỉ mua mấy tấm tôn thôi. Dạ. Có cần dán gạch ở đây không? Dạ thôi. Sao hả? Thôi vậy. Vậy à? Bây giờ chú có ước muốn gì chú nói con nghe với. Dạ thôi, chú không có ước gì trơn á. Chú ước chú mạnh giỏi như vậy, mạnh khỏe chú đi làm vậy được rồi. Trời. Chú không ước gì hết rồi. Rồi không có bếp ga rồi nấu nướng thì sao? Nấu nướng thì trên cái bếp củi này không à? Chú nấm... Không có nước tương, đường ngọt gì hết trơn ấy. Chú không có kho đâu có gì đâu. Mua mảng năm đó giờ chú không bao giờ ăn bột ngọt đường vậy. Chú chỉ ăn em quay qua bên cái bếp. Dạ, tà hủ vậy đó, hoặc là mì tôm. Chú hảo nhất tà hủ mì tôm vậy đó. Bây giờ như vậy. Đây là một cái bếp củi, mưa gió thì nó sử dụng không được. Dạ, mà bếp ga con hướng dẫn chú là sử dụng an toàn. Thôi cháu ơi vậy đi, đã trời nắng là chú nấu sớm mà. Nấu thật nhiều bắt đầu dư cái chiều chú luộc cục vịt á, chú dầm nước tương. Vậy là đợt sau con lên là mua tôn đúng không? Sửa nhà đúng không? Dạ. Muốn mua tôn sửa nhà. Dạ. Mua mấy chai nước mắm, nước tương với mì để vô. Dạ. Ha. Dạ. Rồi con hứa với chú là con sẽ quay trở lại về cái hoàn cảnh của mình. Có cần lót gạch gì lại không? Dạ thôi. Mưa ngập nước có cần trời mất ơi nó thiệt, cái cát nó hổm, chú đẩy đá dưới rồi chú đẩy cát vô chú rắc lên nó thiệt, chứ lên cao chỗ nào chú làm một chút là xong xuôi hết à. Cát cái bên đó hổm nó ngập chứ bộ, rồi chú đẩy vô đó ở dưới chú độn đá đằng cho cát nó không có trôi á. Tính bữa nào chú dứt lên một lớp nữa đó cho nó cao lên cái nữa. Mà tại còn đang hốt phân bò chưa làm. Cũng từng là một người có tiền bạc, cũng có gia đình ổn định, cũng có vợ con. Sau khi biến cố vợ bệnh thì chú lại hết tiền luôn. Cũng từng phải nói là người cầm tiền triệu ở trong tay với tính theo ước vàng thì khoảng mười mấy hai chục cây vàng. Nhưng mà ngày hôm nay chú Cường phải lâm vào cái cảnh này là vì số phận, vì cuộc sống của chú. Mình cũng không trách được, mỗi người mỗi khác nhau. Đồng hành được đến đâu thì mình sẽ hay đến đó giúp người những cái lúc khó khăn như thế này. Và Bùi Hồ thì cũng ngày hôm nay đi tình cờ với lại em của Bùi Hồ có mặt ngay tại huyện Tân Trụ của tỉnh Long An là một phần hữu duyên để gặp được với chú. Để thay mặt cô My ở Mỹ trích một phần gửi cho chú mua thêm một ít mì hay gì đó. Và Bùi Hồ hứa sẽ quay trở lại thăm về hoàn cảnh gia đình của chú, hỗ trợ cô cho chú vài cái tấm tôn như cái ước nguyện, mua mì gói, mua nước tương gì đó, nước mắm để hỗ trợ cho gia đình của chú, cho chú Cường. Và chú là không có đi đâu hết đúng không? Chú ở nhà vậy hút. Cha biết không, chú nằm chú nói trong bụng nếu chú có tiền mua tôn nhẹ nhẹ ráp lên này lấy tôn này xuống vì nó nặng lắm. Dạ sợ dạ, ra ngoài không? Bắt đầu cái mua đinh ti đồ. Dạ. Ngoài cái không có ấy này, ngoài cái quá khứ ra thì mình thấy chú là một cái sự rất là thật thà hơn cô bác của anh chị. Thôi thì ngày hôm nay cũng xin chào và cảm ơn cô My cũng đã đồng hành với Bùi Hồ. Xin chào tất cả các cô bác của anh chị, quý Mạnh Thường Quân đã quan tâm đồng hành với Bùi Hồ và sẽ hẹn gặp lại ngay tại cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của Cuối Cường ngay tại huyện Tân Trụ của tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video tiếp sau. Yeah.